Điều gì đã xảy ra ở Tunguska vào năm 1908? Năm 1908, tại khu vực sông Tunguska, Siberia, Nga, đã xảy ra một vụ nổ lớn kỳ quái. Năng lượng của vụ nổ sau này được ước tính trong khoảng 10 đến 20 triệu tấn TNT. Cho tới thời điểm hiện tại, sự kiện Tunguska vẫn là vụ nổ mạnh nhất từng được lịch sử ghi lại. Đó là ngày 30 tháng 6 năm 1908, mùa hè ở Nga mới bắt đầu. Sáng hôm đó, một tiếng gầm làm rung chuyển một vùng rộng lớn xung quanh sông Stony Tunguska thuộc Siberia ngày nay. 80 triệu cây đổ xuống đất gần như ngay lập tức. Một số nhân chứng nghĩ rằng quả cầu lửa khổng lồ trên bầu trời này sẽ là thứ cuối cùng họ nhìn thấy trong cuộc đời. Nếu bạn có mặt ở đó, bạn có thể thấy nó tỏa sáng như mặt trời. Một số người ở London, nơi lúc đó là nửa đêm, đã nói rằng họ có thể đọc báo mà không cần ánh sáng nhân tạo. Để chứng kiến được sự kiện đó thì hôm nay bạn phải 115 tuổi. Chà, điều này thật khó xảy ra. Nhưng nếu bạn muốn biết thêm về quả cầu lửa khổng lồ này và nó đóng vai trò gì trong việc nghiên cứu các tiểu hành tinh, hãy xem video này. Tunguska, địa điểm và sự kiện. Sông Tunguska được tạo thành từ hai con sông gần như song song ở Tây Siberia. Cả hai đều là nhánh của sông Yenisei, một trong những con sông dài nhất châu Á. Sự việc xảy ra lúc 7 giờ 14 phút giờ địa phương và âm thanh của vụ nổ vang xa 1.000 km. Nó đã đốn hạ 80 triệu cây trên diện tích 2.000 km2. Sau đó, các nhà khoa học ước tính rằng sóng xung kích được tạo ra có thể tương tự như một trận động đất có cường độ 8 độ Richter, một trong những trận động đất mạnh nhất từng được ghi nhận. Báo cáo. Ngày 13 tháng 2 năm 2023, một thiên thạch bốc cháy trên bầu trời nước Pháp. Gần như ngay lập tức đã có đầy đủ video và ảnh về sự kiện trên Internet. Nhưng vào năm 1908, khi một sự kiện phát nổ trên bề mặt trái đất, phá hủy 2.000 km2 rừng phương Bắc ở miền trung Siberia và làm bật gốc 80 triệu cây cối, phải mất tới nhiều thập kỷ để thu thập báo cáo từ các nhân chứng. Có khoảng 70 báo cáo trên các tờ báo Nga dưới dạng thư viết tay ngay sau sự kiện. Chẳng hạn, đây là điều mà một nông dân sống cách địa điểm va chạm khoảng 65 km đã viết trong một lá thư để kể lại trải nghiệm của mình. Lúc buổi sáng, tôi đang ngồi cạnh nhà, quay mặt về hướng Bắc tại trạm Vanavara. Bỗng tôi thấy ở đúng phía Bắc, bên trên con đường Tunguska của Onkun, bầu trời bỗng chia làm hai và cột lửa lớn và cao xuất hiện bên trên khu rừng. Đoạn chia tách trên bầu trời ngày càng lớn và toàn bộ phía Bắc đều bị lửa bao trùm. Khi ấy, tôi thấy nóng tới mức không chịu nổi, cứ như áo của tôi đang cháy vậy. Từ phía Bắc, nơi ngọn lửa đang bùng phát, cái nóng dữ dội ập đến. Tôi đã có ý định xé rách áo và ném nó đi. Nhưng sau đó, bầu trời bỗng tối sầm lại và một tiếng vang lớn phát ra và tôi bị đẩy bắn đi vài mét. Tôi mất cảm giác một lúc, nhưng sau đó vợ tôi chạy ra và đưa tôi vào nhà. Sau khi âm thanh đó lan tới, giống như đá đang lăn từ đỉnh núi xuống hay như tiếng bắn đạn pháo, mặt đất rung lên và khi tôi ngã xuống mặt đất, tôi cố ngẩng đầu dậy, sợ rằng đá sẽ lăn nát đầu mình. Khi bầu trời lại sáng lên, những cơn gió nóng thổi tới giữa các ngôi nhà, giống như gió nóng thổi từ các khẩu pháo. Chúng để lại dấu vết trên mặt đất thành những rãnh dài và đã làm hư hại một số mùa màng. Sau này, chúng tôi thấy một số cửa sổ bị đập vỡ và ở nhà kho, một phần chiếc khóa thép đã bị gãy mất. Vì không có nhiều tài liệu nên sự kiện Tunguska bí ẩn đã truyền cảm hứng cho nhiều giả thuyết. Những cái tên như hố đen, phản vật chất và thậm chí cả Nikola Tesla đã được cho là nguyên nhân gây ra sự việc trên. Các nhà khoa học vẫn đang tranh luận về nguồn gốc của vụ nổ. Nguyên nhân hàng đầu mà họ đưa ra là một sao chổi hoặc một tiểu hành tinh. Có nhiều lý do tại sao rất khó để đánh giá đâu là nguyên nhân thực sự của sự kiện Tunguska. Trước tiên, chúng ta cần biết thiên thạch là gì và điều gì xảy ra với nó khi nó va chạm với bầu khí quyển. Tác động của thiên thạch.
Thiên thạch là những mảnh đá hoặc sắt nhỏ quay quanh mặt trời, giống như các hành tinh, tiểu hành tinh và sao chổi. Chúng có thể được tìm thấy trên khắp hệ mặt trời, từ các hành tinh đá bên trong cho đến các hành tinh khí khổng lồ, cũng như vành đai Kuiper và đám mây Oort. Các thiên thạch khác nhau về tốc độ và quỹ đạo, với tốc độ di chuyển nhanh nhất là 42 km trên giây và hầu hết bắt nguồn từ các vụ va chạm với tiểu hành tinh diễn ra trong khu vực giữa sao Hỏa và sao Mộc, được gọi là vành đai tiểu hành tinh. Sao Chổi cũng có các mảnh vụn tạo thành các dòng thiên thạch. Một số lượng nhỏ thiên thạch đến từ mặt trăng và sao Hỏa khi chúng bị tác động bởi các thiên thể, góp phần thêm vào thời tiết không gian. Hầu hết các thiên thạch được làm từ các khoáng chất như silicon, oxy và các kim loại nặng hơn như nickel và sắt. Thiên thạch sắt và sắt nickel có xu hướng đặc hơn, trong khi thiên thạch đá nhẹ và dễ vỡ hơn. Chuyển động của các thiên thạch được theo dõi bởi các cơ quan không gian như NASA và ESA vì hai lý do chính: khả năng tác động với tàu vũ trụ và khả năng tác động với trái đất. Các kỹ sư phải chuẩn bị và trang bị cho tàu vũ trụ để tránh hoặc chịu được tác động của thiên thạch. Có đến 3 môi trường thiên thạch khác nhau: môi trường rời rạc, môi trường mưa rào, môi trường mặt trăng. Môi trường rời rạc là mối đe dọa của thiên thạch do tiểu hành tinh hoặc sao chổi tạo ra. Các kỹ sư phải xác định khu vực nào của tàu vũ trụ dễ bị tổn thương nhất trước các thiên thạch rời rạc và chuẩn bị các cơ chế che chắn mạnh hơn. Môi trường mưa rào là mối đe dọa của các luồng thiên thạch liên quan đến sao chổi đi qua quỹ đạo của trái đất. Trên trái đất, những mảnh vụn này có liên quan đến mưa sao băng. Các kỹ sư phải có khả năng điều khiển tàu vũ trụ để đưa các khu vực dễ bị tổn thương nhất tránh khỏi đường đi của dòng thiên thạch. Môi trường mặt trăng là mối đe dọa của thiên thạch đối với các phi hành gia hoặc cơ sở trên mặt trăng. Mặc dù không có phi hành gia nào ở lại lâu dài trên mặt trăng, nhưng các kỹ sư đã thiết kế các bộ quần áo, phương tiện và môi trường sống trong không gian để có thể chịu được các tác động của thiên thạch. Khi một thiên thạch đi qua bầu khí quyển của trái đất, nó nóng lên và làm cho các khí xung quanh thiên thạch phát sáng rực rỡ. Hiện tượng này được gọi là sao băng. Hầu hết các thiên thạch trở nên vô hại trước khi chúng chạm tới bề mặt. Nhưng những thiên thạch rất lớn, được gọi là bolides, có thể phát nổ trong bầu khí quyển với lực tương đương 500 kiloton của thuốc nổ TNT. Những thiên thạch này có thể gây bỏng, chết người và thiệt hại cho các tòa nhà hay mùa màng. Các sự kiện va chạm, chẳng hạn như sự kiện xảy ra cách đây 65 triệu năm, có thể dẫn đến sự tuyệt chủng của phần lớn sự sống trên trái đất. Trên trái đất, các bộ quần áo bảo vệ không gian, phương tiện và môi trường sống đã được thiết kế để chịu được các tác động của thiên thạch. Tuy nhiên, thiên thạch không chỉ là mối đe dọa ở đây, trên trái đất, mà các tàu trong vũ trụ cũng có thể bị đánh trúng. Đó là lý do tại sao các tàu phải được thiết kế để bảo vệ, cung cấp các biện pháp che chắn cấp cao nhất để chống lại bất kỳ tác động nào của thiên thạch. Như bạn có thể thấy, việc theo dõi chuyển động của thiên thạch là một biện pháp quan trọng để đảm bảo an toàn cho tàu vũ trụ và ngăn chặn bất kỳ tác động thảm khốc tiềm ẩn nào. Hơn nữa, các nhà khoa học đang phát triển một số kỹ thuật để làm chênh quỹ đạo của các vật thể nguy hiểm có thể gây ra mối đe dọa cho con người. Chúng ta phải sẵn sàng trong mọi trường hợp mà, phải không? Có lẽ trong tương lai, chúng ta sẽ có cơ hội trả thù cho loài khủng long. Nếu bạn quan tâm đến chủ đề này, hãy cho chúng mình biết trong phần bình luận bên dưới. Còn bây giờ, hãy tiếp tục với sự kiện Tunguska. Sao chổi hay tiểu hành tinh? Bản chất của tác nhân Tunguska vẫn đang được các nhà khoa học tranh luận. Nếu một thiên thạch rơi từ không gian, chúng ta sẽ tìm thấy một miệng hố. Ở một nơi nào đó, gần Tunguska, sẽ có một lỗ hổng lớn, nơi thiên thạch mắc kẹt trong lòng đất. Tuy nhiên, miệng hố này chưa bao giờ được tìm thấy. Để giải thích cho việc không có miệng hố, người ta đưa ra giả thuyết rằng hành trình của tiểu hành tinh đi qua bầu khí quyển đã gây ra áp suất và nhiệt độ tăng lên đến mức tiểu hành tinh đột ngột tan rã trong một vụ nổ lớn. Sự hủy diệt sẽ phải sạch sẽ đến mức không còn mảnh thiên thạch có kích thước lớn nào
còn sót lại và vật liệu phân tán vào tầng khí quyển phía trên vụ nổ, gây ra ánh sáng sáng chói bầu trời. Điều này cũng giải thích tại sao cho đến nay không có mảnh Tunguska nào được tìm thấy. Một số đoàn thám hiểm đã đến Tunguska nhưng không có mảnh vỡ thiên thạch nào được tìm thấy. Và trong nhiều năm, một bầu không khí bí ẩn bao quanh sự kiện năm 1908. Vấn đề là việc tìm kiếm mảnh vỡ này không hề dễ dàng, bởi vì khu vực này có dân cư thừa thớt và các báo cáo không đưa ra vị trí chính xác về sự kiện đã xảy ra. Các nhà khoa học đã cố gắng giới hạn khu vực bằng cách đọc các bức thư và báo cáo trên báo, nhưng rất khó để đánh giá vị trí chính xác. Tuy nhiên, những cái cây có thể cho chúng ta một số gợi ý về những gì đã xảy ra. Một số lượng lớn cây đã bị đổ do sóng xung kích. Các nhà nghiên cứu người Ý từ Bologna đã quyết định chiết xuất nhựa cây từ lõi của cây trong khu vực va chạm để kiểm tra các hạt bị mắc kẹt có mặt trong sự kiện năm 1908. Họ đã tìm thấy hàm lượng vật chất cao thường được tìm thấy trong các tiểu hành tinh đá và hiếm khi được tìm thấy trong sao chổi. Nhưng các nhà khoa học khác tin chắc rằng đó là một sao chổi. Chẳng hạn, F.J.W. Whipple đã đưa ra giả thuyết rằng Tunguska là một sao chổi bao gồm bụi và chất bay hơi. Điều này được chứng minh bằng ánh sáng trong đêm được nhìn thấy trên khắp châu Âu, châu Á sau tác động của vụ nổ, có khả năng là do bụi và băng lan ra từ đuôi sao chổi. Đâu mới là nguyên nhân? Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ có câu trả lời chính xác. Tuy nhiên, Tunguska đã cho thấy chúng ta mong manh như thế nào. Nó đã đánh dấu một kỷ nguyên mới trong việc nghiên cứu các vật thể gần trái đất để có thể cứu giúp nhân loại vào một ngày nào đó. Trong đó có sứ mệnh DART của NASA. Sứ mệnh DART. DART, Double Asteroid Redirection Test, do NASA thiết kế là một phần quan trọng trong nỗ lực bảo vệ hành tinh của chúng ta khỏi tác động tàn phá của các vật thể gần trái đất. Bằng cách cố ý đâm tàu vũ trụ vào một tiểu hành tinh, sứ mệnh đã đo lường tác động của vụ va chạm đối với tốc độ và quỹ đạo của tiểu hành tinh. Tàu vũ trụ DART đã va chạm thành công với tiểu hành tinh Dimorphos vào ngày 26 tháng 9 năm 2022 và rút ngắn quỹ đạo của nó đi 32 phút khi thay đổi đường đi. Dữ liệu này đã cung cấp cho chúng ta thông tin chi tiết vô giá về tác động của các thiên thạch trong không gian đối với trái đất, bao gồm cả khả năng gây ra các vụ va chạm thảm khốc như sự kiện Tunguska năm 1908. Với DART, NASA sẽ có thể trau dồi hiểu biết của mình về cách chuyển hướng các tiểu hành tinh khỏi một quỹ đạo hướng về trái đất. Nhiệm vụ cũng sẽ cung cấp những hiểu biết quan trọng về tính chất vật lý của các tác động của tiểu hành tinh, cho phép hiểu rõ hơn về năng lượng được giải phóng từ một vụ va chạm như vậy và các tác động của nó. Hơn nữa, DART có thể giúp xác định bất kỳ tài nguyên nào chứa trong các tiểu hành tinh, mang lại cơ hội thú vị cho việc khám phá không gian trong tương lai. Nó không phải là một nhiệm vụ bất khả thi. Chúng ta có thể làm chệch hướng một tiểu hành tinh trong không gian, thay đổi quỹ đạo của nó mãi mãi. Chà, thật tuyệt vời! Cảm ơn các bạn đã xem video. Bạn nghĩ gì về sự kiện Tunguska? Liệu đó là một sao chổi hay một tiểu hành tinh hay là một thứ gì đó khác? Hãy để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.